Xin chào tất cả ông bố bà mẹ của chúng ta đến với video tiếp theo của số Mẹ Bế Trị Thảo nhé. Ngày hôm nay thì Mẹ Bế Trị Thảo sẽ tiếp tục nói về một cái chủ đề mà ông bố bà mẹ chúng ta rất là quan tâm, đó chính là cái tình trạng thiếu sắt và thừa sắt ở các bé nhỏ. Và một trong những cái điều lo lắng nhất của ông bố bà mẹ của chúng ta đó chính là trong cái chế độ ăn của bé này, trong cái việc là bổ sung sữa công thức, trong cái việc bổ sung các thực phẩm hàng ngày nó có đủ được cái hàm lượng sắt cho bé hay không. Thì ngày hôm nay Mẹ Bế Trị Thảo sẽ cùng ông bố bà mẹ của chúng ta phân tích để chúng ta chọn ra được cái phương pháp phù hợp nhất cho bé để giúp cho bé yêu phát triển một cách toàn diện nhá. Các bạn hãy cùng theo dõi video ngày hôm nay của số Mẹ Bế Trị Thảo. Đầu tiên thì chúng ta sẽ phân tích ở trong sữa công thức. Thì đối với sữa công thức thì nó sẽ cung cấp được tới 12mg lượng sắt cho bé. Nhưng thực tế thì bé chỉ hấp thụ được 7-12% cái lượng sắt này trong sữa công thức thôi. Chính vì vậy thì nó sẽ là cái lượng hấp thụ rất là ít. Đấy, trong cái thực phẩm ăn hàng ngày của bé thì nó cũng có hàm lượng sắt, nhưng để cái việc mà bé có thể tổng hợp và hấp thụ được thì cũng có rất là nhiều bé hấp thụ kém cái hàm lượng sắt này, dẫn đến tình trạng là bé thiếu sắt, thiếu máu, là một trong những cái căn bệnh là khá nguy hiểm đối với các bé nhỏ. Đấy, chính vì vậy thì cái việc mà ông bố bà mẹ của chúng ta lại thường xuyên tìm những cái sản phẩm thực phẩm chức năng bổ sung thêm sắt cho bé. Nhưng cái việc, chính vì cái việc mà tìm những cái sản phẩm này thì vô hình chung ông bố bà mẹ của chúng ta lại chọn những cái sản phẩm mà nó kém chất lượng, hay là sản phẩm mà nó khó hấp thụ đối với các bé, bổ sung ồ ạt, nó dẫn đến tình trạng thừa sắt, nó cũng khá là nguy hiểm đối với các bé nhỏ. Đấy, thì trong video ngày hôm nay Mẹ Bế Trị Thảo sẽ review về một cái sản phẩm sắt hữu cơ an toàn dành cho bé khi mà chúng ta sử dụng, nó dành cho cả bé sơ sinh luôn. Đấy, và đối với các bé nhỏ thì chúng ta nên sử dụng những cái dòng từ hữu cơ, nó sẽ giúp cho bé hấp thụ một cách tốt nhất, không lo tình trạng nắng cạn, mà nó sẽ tốt nhất vào trong cơ thể của bé. Thì đối với cái việc mà bổ sung thêm sắt thì trong cái giai đoạn từ 0 đến 6 tháng tuổi thì bé đang còn được cái lượng sắt dự trữ trong cái quá trình mang bầu, trong thai mẹ là bé đã đủ lượng sắt rồi, chúng ta không nhất thiết là phải bổ sung sắt cho bé trong cái giai đoạn từ 0 đến 6 tháng. Nhưng trong cái giai đoạn từ 6 tháng trở đi, bé bắt đầu ăn dặm này, bé dùng sữa công thức này, thì như mình nói là sữa công thức nó cung cấp được hàm lượng sắt nhưng bé chỉ hấp thụ được 7-12%, thì cái hàm lượng hấp thụ rất là thấp. Bên cạnh đấy thì cái chế độ ăn của bé thì không phải bé nào cũng hấp thụ được hết tất cả cái lượng sắt ở trong các thực phẩm bé ăn. Và cũng như cái chế độ ăn thì có rất là nhiều ông bố bà mẹ của chúng ta chưa có chế độ là bổ sung được đầy đủ sắt cho con. Thì cái việc mà bổ sung thực phẩm sắt là một trong những cái việc mà chúng ta nên áp dụng và bổ sung cho bé. Dấu hiệu mà chúng ta nên bổ sung nhất là chúng ta thấy được là bé có dấu hiệu lười ăn này, bé chậm phát triển này, nhẹ cân này, khó chịu này, chậm tăng cân này, bé quấy khóc này, đấy, rồi bé xanh xao này, bé gầy ốm này, chậm cân nặng theo chuẩn WHO này, thì chúng ta nên bổ sung thêm sắt cho con. Và ngày hôm nay thì Mẹ Bế Trị Thảo sẽ review cho chúng ta về cái hàng sản phẩm sắt hữu cơ. Bởi vì là trên thị trường Việt Nam thì nó có rất là nhiều các dòng sản phẩm sắt khác nhau, nhưng mà chúng ta nên chọn những cái dòng sản phẩm hữu cơ để chúng ta làm sao ạ, không lo lắng về cái việc là bé bị dư thừa sắt. Nó cũng là một trong những cái điều rất là nguy hiểm nếu mà chúng ta làm bé bị thừa sắt đấy ạ. Đấy, và cái việc mà dùng những cái sắt mà bé khó hấp thụ này, những cái sắt mà nó gây tình trạng lắng cặn, thì nó sẽ dẫn đến táo bón và rất nhiều những cái hệ lụy ở phía sau. Nên chính vì vậy thì Mẹ Bế Trị Thảo sẽ review cho ông bố bà mẹ của chúng ta một cái sản phẩm sắt hữu cơ, sắt amin. Nó sẽ giúp hấp thụ một cách nhanh vào trong cơ thể của con, không lo tình trạng lắng cặn hay táo bón. Và cái sản phẩm Mẹ Bế Trị Thảo review trong video ngày hôm nay đó chính là sản phẩm sắt FE Zolip Baby. Đấy, bây giờ thì mình sẽ review qua về cái hình dạng của nó trước, sau đấy thì chúng ta sẽ đến với cái thành phần bên trong mà nó cung cấp lại được cho bé yêu nhà mình nhá. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với hình dạng của dòng sản phẩm sắt FE Zolip Baby này nhá. Thì đầu tiên chúng ta sẽ thấy là cái chữ sắt FE Zolip Baby này, hình hai em bé này. Ở trên hộp thì nó hoàn toàn là tiếng Anh, và nó là dòng sản phẩm được nhập nguyên hộp ở Italia về Việt Nam, nên nó sẽ có cái tem phụ tiếng Việt dán ở trên hộp. Cái điều quan trọng nữa, khi mà chúng ta đi mua thì chúng ta sẽ thấy có cái tem chống hàng giả ở bên hông hộp như thế này nhá. Nếu không có cái tem này trên hộp thì chúng ta không nên dùng cho bé. Rồi bây giờ thì mình sẽ mở ở bên trong ra cho chúng ta xem. Đối với hộp sắt này thì nó sẽ có cái tem dán từ thân lên nắp, nhưng đối với hộp này thì mình đã bóc sẵn ra rồi để chúng ta tiện review trong video. Thì mở bên trong ra chúng ta sẽ thấy là có một cái ống hút để chúng ta lấy được cái lượng sắt phù hợp theo tháng tuổi của con này. Đây là cái chai sắt FE Zolip Baby, và ở bên trong thì nó sẽ có hai tờ giấy hướng dẫn để chúng ta
đọc về cái thành phần cũng như là cái cách sử dụng cho bé theo từng tháng tuổi. Thì đấy là sơ qua về cái hình dạng của dòng sản phẩm sắt Evisolip này. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến cái dinh dưỡng bên trong. Thì khi mà mình đọc về cái dinh dưỡng bên trong của dòng sản phẩm sắt Evisolip này thì mình thấy rất là tuyệt vời khi mà ông bố bà mẹ của chúng ta sử dụng cho bé, bởi vì đây là dòng sắt hữu cơ, sắt amin, sắt hấp thụ tốt nhất hiện nay khi chúng ta bổ sung cho con. Và khi mà mình đọc về cái công nghệ áp dụng cái dòng sản phẩm này và chiết xuất cái dòng sản phẩm sắt này thì mình thấy được là nó được áp dụng cái chiết xuất bằng dạng nhỏ giọt, nên nó sẽ không lo cái tình trạng là bé không hấp thụ được sắt, không lo tình trạng là bé bị lắng cặn hay bé bị táo bón khi dùng các dòng sản phẩm sắt. Mà điều mà ông bố và mẹ chúng ta lo lắng nhất đó chính là các bé thường bị táo bón khi dùng sắt, thì đối với Evisolip Baby thì chúng ta sẽ yên tâm là không bị cái tình trạng này nhá. Thì đấy là về cái bào chế của dòng sản phẩm sắt này. Và cái nhờ cái tác dụng mà sắt amin này thì nó sẽ hỗ trợ hấp thụ nhanh vào trong cái cơ thể bố con, và nó sẽ giúp tạo hồng cầu, phòng cái tình trạng thiếu sắt thiếu máu ở các bé nhỏ. Và nếu mà ông bố bà mẹ của chúng ta có con chậm lên cân này, lười biếng ăn này, xanh xao này, ốm yếu gầy hò, so với bảng chuẩn cân nặng với cái bao đô bé nhẹ thấp còi hơn, hay là bé ngủ không ngon giấc, thì chúng ta nên bổ sung cái sắt Evisolip này cho bé yêu nhà mình. Và bây giờ thì mình sẽ đến với hướng dẫn sử dụng của dòng sản phẩm này nhá. Thì ở trên hộp nó được hướng dẫn rất là cụ thể, và mình thấy là dòng sản phẩm Evisolip này nó được chia liều phù hợp cho các bé luôn. Nó có được ống, cái ống hút, và nó sẽ có liều cho bé để phù hợp luôn, không do tình trạng, không lo cái tình trạng dư lượng. Thì cái hướng dẫn ở đây sẽ là 0 đến 12 tháng chúng ta sẽ dùng 1ml trên ngày cho bé, tương đương có cung cấp được 5mg sắt cho bé này. Đối với bé từ 1 đến 3 tuổi thì chúng ta sẽ dùng 1 đến 5ml thì nó tương ứng cung cấp được 7,5mg sắt cho bé. Và trẻ từ 4 đến 10 tuổi chúng ta sẽ dùng 2 đến 2,5ml thì tương ứng nó sẽ cung cấp được 10 đến 12,5mg lượng sắt cho bé. Và đây là cái dòng sản phẩm mà được phản hồi lại nhiều nhất tại số mẹ bé thì nhá. Rồi ngày hôm nay thì mẹ bé thì nào đã review xong về cái sản phẩm sắt Evisolip Baby này rồi, và mong là cái chia sẻ này của số mẹ bé thì nào sẽ giúp phần thêm cho bố bà mẹ của chúng ta một cái lựa chọn nữa, một cái thông tin nữa về một sản phẩm để chúng ta sử dụng cho bé yêu nhà mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đồng hành cùng với số mẹ bé thì nào. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.